Trong khuôn khổ hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu, tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Báo Kinh tế Đô thị thực hiện trưng bày chuyên đề ảnh mang chủ đề Hà Nội tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn. Tới tham quan trưng bày có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội. Trưng bày giới thiệu đến người xem 75 bức ảnh là 75 câu chuyện thể hiện tinh thần đồng lòng tri ân, chăm sóc người có công của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội nhằm tôn vinh công lao đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời thể hiện trách nhiệm tình cảm của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân thủ đô đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.